Xin được kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Một buổi chiều thứ hai đầu tuần và chúng ta lại gặp nhau với các hình ảnh tại sân vận động của trường Đại học Tôn Đức Thắng để cùng đến với các diễn biến tiếp theo của giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc lần 3 2024 Thiên Khôi Cup. Và đây là trận đấu bán kết 2, bán so tài giữa Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Chúng ta sẽ cùng đến với đường ra quân của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Những cầu thủ thi đấu phía trên nhiệt toàn bao gồm có số 3 Tuấn Kiệt, số 7 Minh Đạt, số 10 Minh Nhật, số 11 Huy Hoàng, số 13 Vương Tấn Phát và số 16 là đội trưởng Lê Trường Thọ, huấn luyện viên trưởng của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là ông Phạm Thái Vinh. Điều khiển trận đấu này sẽ là ông Tri Thức Văn Lưu và ông Vũ Mạnh Hà. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với đoàn ra quân của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ở trong khu thành vẫn là cái tên quen thuộc, đó là thủ môn mang áo số 1 Thái Bình. Những cầu thủ phía trên sẽ bao gồm có số 3 Minh Phong, số 6 đội trưởng Trọng Huy, số 9 Minh Trường, số 10 Quốc Phong, số 13 Đăng Huy và số 17 là Ngô Phúc Thạch. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng này đó chính là ông Nguyễn Phúc Thanh. Và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải sẽ là trang phục áo cam, quần cam, tất cam. Và như vậy là trận đấu bán kết 2 của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu, bằng so tài giữa Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì UPS sẽ là những người bảo vệ phần sân ở bên trái màn ảnh của chúng ta. Bên phải sẽ là đại diện đến từ phía Bắc, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Nhật Toàn, Huy Hoàng. Huy Hoàng vừa đẩy mất bóng. Chưa phải là một tình huống đủ gây ra sự khó khăn dành cho Nhật Toàn. Minh Nhật. Và tiếp tục là Minh Nhật. Pha xử lý sai của Minh Nhật, cơ hội mở ra dành cho Đại học Giao thông Vận tải nhưng không thành công. Suýt nữa thì là gì đến từ phía Bắc đã có được bàn thắng mở tỷ số. Thái Bình, Vương Tấn Phát nhưng bóng là cho Minh Nhật. Tuấn Kiệt trống trải, Minh Đạt không vào. Thái Bình đã có một tình huống phản xạ rất nhanh, một pha phối hợp với một tốc độ khá cao đến từ UPS. Đội bóng đã có mặt ở trong trận đấu chung kết của giải toàn quốc này. Đó là một đánh đầu, thực không thể tin nổi, một cầu thủ vô cùng nhỏ con là Vương Tấn Phát lại ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Vâng, nhỏ nhưng mà lại có võ là những gì mà chúng ta nói về Vương Tấn Phát, một cầu thủ sở hữu chiều cao thấp nhất ở giải đấu lần này. Anh lọt thỏm như là một cậu bé nhưng đã thực hiện một pha đánh đầu không thể cản phá. Thì đúng, phát bóng lên rất mạnh của Nhật Toàn. Phúc Thạch, Minh Trường khá là lập bập. Có vẻ như là Nhật Toàn chưa thực sự quen với sân 7 người. Minh Nhật đã có 5 bàn thắng ở giải đấu lần này. Tiếp tục là pha cắt bóng của Minh Đạt nhưng thời cơ là vẫn còn. Rất đáng tiếc, đó là một tình huống chuyền điểm không trúng tâm bóng của Nguyễn Đăng Huy. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại. Đó là pha đánh đầu của Huy Hoàng, Minh Đạt. Huy Hoàng rất cố gắng sút bóng, đó là một tình huống tiếp ứng kịp thời của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang rất muốn thể hiện mình. Tình huống hỏng penalty ở trong trận đấu chung kết khu vực miền Nam. Khung thành của Minh Nhật đã rung bằng bật ở trong tình huống vừa rồi. Cơ hội đã trôi qua và may mắn không đồng hành với Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Và xử lý không dứt khoát của Trường Thọ cũng như là Tuấn Kiệt. Thật may dành cho Nhật Toàn khi trái bóng đã đập vào xà ngang. Cơ hội mở ra, vào! Sai sót đã xuất hiện trong cách phòng ngự của UPS. Và món quà mà UPS đã dành tặng cho Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải thì đội bóng này đã tận dụng thành công. Huy Hoàng là người đã thực hiện một đường chuyền sửa lưng của Tuấn Kiệt. Và với một món quà như thế thì khó lòng mà Phúc Thạch bỏ qua. Bây giờ trận đấu của chúng ta đã quay trở lại và xuất phát. Một điều. Sút
xuôi bóng, không vào. Cú ra chân cực kỳ nguy hiểm của Minh Nhật. Bóng đi sát sao vào khung thành của Thái Bình. Tiếp tục là Minh Nhật. Minh Nhật mất bóng. Chậm mất rồi, từng bất ngờ cũng đã không còn. Quốc Phong, lần này là một pha đổ người chính xác của thủ thành Nhật Toàn. Quốc Phong đã rất cố gắng xử lý, qua được Vương Tấn Phát và trước đó là qua được Minh Nhật. Minh Đạt, Trường Thọ rất tỉnh táo. Minh Đạt sút bóng qua người rất hay, nhưng đáng tiếc là cú sút của Minh Đạt thì lại đưa trái bóng đi trên khung thành. Ngô Mạnh Huy Hoàng, tiếp tục là Minh Đạt phối hợp cùng với Huy Hoàng, đánh đầu. Một tình huống chạy chỗ không bóng, đầy chủ động của Huy Hoàng. Và sau đó là một tình huống căng trái bóng rất mạnh dành cho vị trí của Minh Nhật. Tuấn Kiệt, Ngô Mạnh Huy Hoàng, Trường Thọ quyết định xuất sắc. Một tình huống nã rocket ngay ở vạch giữa sân của đội trưởng bên phía UPS. Cối vào! Tuấn Kiệt là người ghi bàn. Thật may trong khoảnh khắc vui mừng thì Tuấn Kiệt vẫn còn sực nhớ là anh không thể cởi áo ăn mừng. Nếu không thì sẽ bị thẻ vàng mất. Tiếp tục là một pha phối hợp ở một tình huống đá cố định. Bóng được thả xuống đáy biên. Minh Đạt là người kiến tạo sau khi nhận bóng của Minh Nhật. Ở phía bên trong thì Tuấn Kiệt đã tạo ra một điểm cắt đủ tốt để tạo ra bất ngờ. Thời gian không còn nhiều và chúng ta cùng chờ đợi những nỗ lực ở trong những phút cuối này của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Chuyền vào, đây rồi. Trọng tài sẽ định bóng đã chạm tay một cầu thủ áo cam. Và sẽ là một quả đá phạt lên dành cho UPS. Đi trước bóng đây là Trọng Huy và Minh Phong. Không vào! Một tình huống thả đáy rất chính xác dành cho Văn Hưởng. Minh Nhật ném bóng lên chính xác. Minh Nhật cố gắng tựa xoay, che chắn. Huy Hoàng, Huy Hoàng đáy biên. Bóng trôi cột. Tốc độ kinh hoàng của Huy Hoàng. Minh Đạt phá bóng. Huy Hoàng, Huy Hoàng vẫn rất sốc sáo. Đây rồi. Vẫn hơi chậm một nhịp. Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của trận bán kết 2. Trận đấu bán kết 2 của giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc lần 3 2024 Thiên Khôi Cup. Chiến thắng dành cho Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1. Hai cầu thủ ghi bàn cho UPS đó chính là Vương Tấn Phát và Tuấn Kiệt, và cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đó chính là Phúc Thạch. Quý vị thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải của FPT Play cũng xin được phép dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.